Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng đọc diễn văn gửi các nhà ngoại giao trên thế giới, tên từ Vatican. Trong bài diễn văn về tình hình thế giới đầu tiên của mình, gửi đến các nhà ngoại giao vào hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi một ý chí chính trị mới để chấm dứt xung đột tại Syria và bảo vệ dân thường ở đó. Trong bài diễn văn gửi đến các nhà ngoại giao của 180 quốc gia công nhận Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis cũng đã nói về mối quan tâm của mình về bạo lực tại Lebanon, Châu Phi, Ai Cập và Iraq, và Ngài cũng đã than thở về sự thờ ơ chung về hoàn cảnh của những người tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francis đã có lời kêu gọi chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria vào ngày mà Viện Khoa học của Vatican tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế theo yêu cầu của Đức Thánh Cha để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Đức Giáo Hoàng cũng đã nói với các nhà ngoại giao về mối quan tâm của Ngài đối với cuộc xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi đã thúc đẩy một cuộc di cư của những người Thiên Chúa giáo, những người đã phải chạy trốn vì lo sợ cho sự an toàn của mình. Người Thiên Chúa giáo này chiếm khoảng 5% dân số ở Trung Đông so với 20% một thế kỷ trước. Theo một số ước tính, hiện có khoảng 12 triệu người Thiên Chúa giáo ở Trung Đông và có thể sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa vào năm 2020 nếu sự an toàn và tỷ lệ sinh sản tiếp tục suy giảm. Đức Giáo Hoàng Francis hôm nay cũng đã đưa ra lời chống đối mạnh mẽ nhất của mình về vấn đề phá thai. Từ khi được bầu vào tháng 3, Đức Giáo Hoàng Francis tuy không tỏ ra dấu hiệu thay đổi quan điểm của giáo hội về vấn đề chống phá thai, nhưng cũng đã không lên tiếng phản đối mạnh mẽ và nhiều lần như những người tiền nhiệm của ông là Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và cố Đức Giáo Hoàng Juan Paulo II.